Thành ơi. Chú Thành ơi, có lý do gì mà em bé đang nấu ăn chú ăn hạnh nhân rồi bắt đầu chú uống sữa? Chú đói lắm rồi. Chú chỉ đang ngửi coi nó có còn đá hay không thôi. Chú Thành ơi. Chắc phải mời chú Thành về chỗ hết hạnh nhân làm bánh rồi chú Thành ơi. Không mà đúng là trên thế giới này có hai loại người ha, người say, người phá. Đâu có cần chết nó cho ăn vừa giá không? Tôi lấy nước mắm ta chấm chị ơi. Trời ơi, nước mắm cũng cho. Cái này là có cục da với cục xôi à? Cục xôi không. Cục xôi không, không có miếng thịt nữa. Để nó lấy cục. Mà cái quỷ này nó mập mà sao mà nhiều hết uống hả ta? Người gì mập dữ. Nhìn là biết mập. Thứ yêu nghiệt gì à? Tôi ghét ai mà đó không? Phải rồi, đang giảm cân mà. Bây giờ không có cái chén đây, đây, đây cái chén này. Rồi. Để hướng dẫn nè. Xé bỏ, lòng trắng trứng. Không cho đụng luôn, không cho đụng luôn. Bé hướng dẫn trước, mình vô quan sát bé thôi. Đây, mình xé bỏ lòng. Lòng đỏ một bên, lòng trứng một bên. Xin lỗi con nha, cô dường như xin lỗi con. Nhưng mà chú Trấn Thành ơi. Chú Thành ơi, có lý do gì mà em bé đang nấu ăn chú ăn hạnh nhân rồi bắt đầu chú uống sữa? Chú đói lắm rồi. Chú chỉ đang ngửi coi nó có còn đá hay không thôi. Ok, xin lỗi con. Ok. Nếu mà chú Trấn Thành làm phiền quá thì con có thể mời chú Trấn Thành về chỗ ngồi nha. Chú làm. Ôi tới, tới, thời, thời, tới. Thời, tới. Thời, tới, cản được mọi người ơi. Ai cũng bị dịnh vô hết. Chú Thành ơi. Oh no. Chắc phải mời chú Thành về chỗ hết hạnh nhân làm bánh rồi chú Thành ơi. Hay. Tại vì chú đây. Con làm khi cưới. Con yên tâm, chú làm không bao giờ làm. Con yên tâm. Làm sao mà chú có thể là? Sao mà chú có thể là? Nghĩ luôn đó, nghĩ con làm tốt hơn. Xin lỗi con, chú nghĩ con làm sẽ tốt hơn. Tụi em làm giết người. Đúng rồi. Hư hết của người ta. Con ơi. Không mà đúng là trên thế giới này có hai loại người ha. Người say, người phá. Rồi. Bia. Con nữa còn sử dụng anh ơi. Không tin luôn hả con ha. Gói mang về. Bỏ mà con quay. Gói mang về. Thầy béo rồi. Mang về, mang về. Ừ. Ê, vậy là nãy giờ mình ăn chưa có chín đó mọi người. Còn bỏ giúp mình quay đây, nữa. Chú giúp con ăn này được rồi. Đây để chú chấm cho con. Không cần hả? Rồi. Rồi nó lên rồi con. Ủa chị không dẫn chương trình hả? Bây giờ con đang ở 3 phút. Bây giờ con đang ở 3 phút nữa. À như vậy là ăn được rồi. Ăn được rồi. Hay quá vậy. Mình ăn trực tiếp luôn đi. Nhìn phải đây, ngon quá à. Đừng khoan cho bé nó lạ. Con ơi, chú... xin lỗi con. Chú Bình đó. Phàm ăn tục uống à. Oh no. Xuất sắc. Em lén lén là cái muỗng anh phải không Nhi? Này muỗng anh hả? Xuất sắc. Con gái ơi, con có biết không, chú Thành thích gặp con nhất chương trình. Mỗi lần gặp con là có đồ ăn. Hôm nay con mời các cô chú lên đây con. Đừng cá vội. Đừng cá vội. Trời ơi. Chết rồi, chết rồi, cái bé. Đúng rồi. Con cứ nói đi, chú chỉ bới thôi, chú không ăn, hứa cho con luôn. Con cứ nói đi, con cứ nói đi, chú bới thôi, chú mất được thời gian. Khi con nói ăn, con mới cho ăn. Cái này là tra tấn đó mọi người ơi. Các cô chú được thử một miếng. Đâu có cần chết nó cho ăn vừa giá không? Vừa giá. Tôi lấy nước mắm ta chấm chị ơi. Trời ơi, nước mắm cũng cho. Như nào mình làm để chọn một cái miếng thịt ngon? Thịt ngon á là thịt phải ba loại. Đúng là vậy. Phải có thịt, có mỡ, có da. Xen lẫn với nhau. Xen lẫn với nhau. Bây giờ á, hộp dịch á phải lựa cái loại tốt, loại ngon. Đúng đó, rồi. Và được kiểm dịch. Và còn một câu hỏi nữa. Mọi người ơi, mọi người, tự trọng, tự trọng. Không, tôi em đang em chỉ đang muốn coi cái hộp dịch này nó ngon hay không thôi. Em kiểm tra, đây kiểm tra hộp dịch đúng không? Hộp dịch ngon không? Thì ăn miếng nhỏ cho tôi miếng nước chứ bây giờ không cho nước. Chị ốc ơi, chị thương em không chị? Chị lấy cho em. Cho em miếng trứng gà chứ.
Không được lấy gà bây giờ. Cái nước nó làm ngon lắm nha. Này trứng ngon lắm. Này tôi ăn thử rồi ngon lắm. Thôi cho xem miếng cơm được không? Nói nghe nè, bé đang phân tích cách làm, nó tập trung đi. Đâu đâu, đừng nghe mà. Còn ăn còn uống nghe nói đó. Rồi cảm ơn. Xong là mình cần lấy dừa. Nước dừa. Nước dừa. Để mình kho. Nếu làm nhiều thì bỏ nhiều nước dừa, nếu làm ít thì bỏ ít nước dừa. Nhưng mà thật ra là cái thịt con làm rất là mềm á. Bí quyết con làm thịt làm sao mà mềm vậy được? Con kho khoảng 30 phút khi ra nó mềm ra. Mà trước đó con ướp làm sao? Thì mình bỏ một ít muối thôi. Con chỉ ướp với muối thôi hả? Sao cô cảm giác nó có một chút vị hơi ngọt ngọt ta? Có đường ạ? Ngọt là ngọt của nước dừa. Của nước dừa. Vậy là cái vị ngọt rất là tự nhiên. Bây giờ mình bỏ chén xương, bỏ chén xương, bỏ chén xương. Chén xương, chén xương nói ra. Ăn rồi. Nhục quá. Anh ăn nhiều nhất có thầy ơi. Mẹ theo thầy làm đó. Có chú nè, chú nè. Con thấy ai đẹp trai con cho đi. Con thấy ai đẹp trai con cho đi. Trời, cảm ơn con gà của chú. Cô cái đùi được không con? Cho cô cái đùi được không? Ai muốn cái cánh? Cảm ơn con. Chú muốn cái cánh. Trời ơi, chị ơi, cho chị dành đi lấy miếng cơm của em. Cây cánh. Wow. Ê, khéo tay lắm nha. Cái cánh ngon đó xin. Xin ơi, cái cánh đi xin. Cái này cái chén của Huy. Cảm ơn, cảm ơn con. Cái miếng gì? Cái nè, cái gần đùi nè, cái nè của mày nè. Cái nè xôi mọi người. Để chú Vịnh ra cho con cắt cho. Wow. Cảm ơn con gái. Cái này là có cục da với cục xôi à? Cục xôi không. Không cho. Cục xôi không, không có miếng thịt nữa. Để con lấy thịt cho. Đây. Đó, cho miếng thịt đó. Trời ơi, miếng thịt đây, được miếng thịt bay lớn. Chú lấy ở đây đi. Trời. Con gái ơi, đừng có cắt cút xôi nha con. Ê, em à, ngon lắm. Đúng vậy, thật sự là tiết mục này nó đến thật là đúng lúc ha. Đúng thời điểm. Thâm sẹo. Cái này lắc hả? Cái lắc đều. Anh thích lắc đều hơn. Em không biết uống. Em không biết uống cái này. Để lên anh Huy. Để lên. Thôi tí nữa hút mà. Chị làm em. Chưa kịp hút luôn. Cái nào kêu hút lẹ. Giật mình. Cho hút đi. Em chưa kịp hút nữa. Ngon, rất ngon. Ngon. Rất cái hạt ngon. Của nó ngon. Ôi trà sữa trân châu đường đen. Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Anh Huy. Ờ, cảm ơn em. Thôi mà. Ủa? Anh sợ mập mà Huy. Thôi. Kỳ lắm, cái này mập lắm em ơi. Đừng uống mấy cái này thiệt á, Sam này. Nếu mập chết luôn á Sam. Quỷ này nó mập mà sao mà nhiều hết uống hết ta. Thám. Thám
cuốn giùm anh cuốn bánh tráng rồi đó. Con chào chú Trấn Thành. Dạ con, chú đói quá cho chú ăn cái bánh. Chú quái quá con. Dạ con, nay con biết được pháp. Giỏi à, wow. Môn này khó á. Dạ, con có thể mời chú vô ngồi đối diện. Con có thể nhìn mặt chú, con viết ra một câu thơ. Trời ơi. Rồi chú lấy cái bánh lên ăn luôn nha. Con viết được cái thơ về cái bánh này đi rồi chú. Viết bài thơ rằng người gì mập dữ, nhìn là biết mập. Thứ yêu nghiệt gì à. Chú có cần phải làm dáng cho con để con có cái tâm lý cho con viết thơ cho hay. Lên nhìn thẳng. Đối diện. Nhìn thẳng đi. Phải đối ẩm. Cho miếng táo đi em. Ai vậy? Ai vậy? Ai chiên lạp xưởng vậy? Lạp xưởng. Ai chiên lạp xưởng vậy? Cái trời bữa tôi chưa lập xưởng rồi. Trời chết được giống hơn mùi lập xưởng. Ráng đi. Cố lên Thành ơi, cố lên. Mình phải chống lại với lại. Mình phải chống lại. Ta không hửi được. Nào. Trời ơi, đồ điên, ta sẽ lại nướng lập xưởng giờ này. Bạn tổ chức ra điều tra có ai nướng lập xưởng vậy? Tao. Đúng là có mùi lập xưởng, ông Thành cũng thính thì chứ, ngửi hay được chứ. Lập xưởng ở đâu? Ê, sao mày có cái bánh gì ngon nghe mày? Cho chuyện bánh cho tao ăn. Cho chuyện bánh asin. Bánh nhập cung. Chuyện trà sữa. Ăn gì ngon? Nhưng mà cho miếng hamburger coi. Có món nào giống như là nó rất là đạm bạc như là tổ yến không? Tổ yến trên đường phèn gì đi cho nó đỡ đói. Nó bụng á. Ăn đi Thành, bánh mì không mập đâu. Apple title là chi? Bắp. Dạ. Em chợt thả cái gì vô miệng anh vậy? Đó chính là khoai lắc. Nữa không? Còn. Trời ơi đây nè. Đẩy nhẹ vô anh em ơi. Wow. Thank you.
sáng nào lấy cái bịch bánh tráng rồi đi luôn vậy trời. Đây nè, ăn đi, nóng quá. Em ăn đâu? Chúc em, chúc em. Đóng lại liền. Được. Cái gà, cái bánh tráng gì mà bộ em bán cho nguyên mà cuộn lại. Em bán tất cả mọi thứ luôn hả? Cái đó là em mua em ăn, xong anh hứa thằng ké. Nhưng mà em bán tất cả mọi thứ cho đời luôn, mày không đãi anh. Không phải tại vì bánh tráng nó biết sao nó. Từ ngày mình làm live show tới giờ mày không đãi tăng được một cái gì luôn. Hứa tao điên lá, mày cho tăng miếng đập xưởng nha. Ok, em hứa. Đập xưởng. Trời ơi trời. Dây một cái son. Tôi ghét ai mà đó không? Phải thôi, tôi đang giảm cân mà.